Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, Lionel Messi, Argentina và Luka Modric, Croatia là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất đã và đang tỏa sáng trên sân khấu bóng đá thế giới. Và sắp tới, cả hai sẽ có màn đối đầu gần như cuối cùng với mục tiêu đưa tuyển quốc gia của mình vào chung kết World Cup 2022. Cuộc đối đầu sau 16 năm. Người ta nói nhiều về cuộc đối đầu trong giả tưởng giữa Messi và Cristiano Ronaldo ở World Cup 2022, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha về nhà trong những giọt nước mắt. Người hâm mộ lúc này sẽ chứng kiến cuộc so tài tay đôi gần như cuối cùng giữa Modric và Messi, hai trong số những cầu thủ hay nhất thế giới trong một thập niên qua. Real Madrid có thể gặp Paris Saint-Germain tại Champions League vài tháng nữa, nhưng không ai đảm bảo được Modric hay Messi còn giữ được phong độ đỉnh cao như lúc này hay không. Thêm vào đó, cạnh tranh ở World Cup trong áo đội tuyển quốc gia luôn giàu ý nghĩa biểu tượng hơn. Lần đầu tiên Messi và Modric gặp nhau là khi nào? Đó không phải là World Cup 2018, cũng không phải trong khuôn khổ trận El Clasico. Modric và Messi đối đầu lần đầu tiên trước World Cup 2006 khi Croatia đã ra hữu với Argentina vào tháng 3 năm đó. Modric ở tuổi 20 chơi trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, Messi trẻ hơn Modric 2 tuổi có trận thứ 6 cho Argentina. Anh vốn ra mắt đội tuyển quốc gia từ tháng 8 năm 2005, nhưng phải đến khi gặp Croatia, Messi mới ghi bàn thắng đầu tiên cho La Abisalate. Đó là pha lập công kinh điển của Leo. Với mái tóc dài, lưng mang số áo 19, Messi đi bóng từ cánh phải, rẽ vào trong thực hiện động tác cứa lòng quen thuộc. Bên ngoài sân xanh Jacob Park, Thụy Sĩ, vài cổ động viên mặc áo có in số 19 của Argentina và Barcelona ăn mừng cuồng nhiệt. Họ có lẽ không ngờ được rằng 16 năm kể từ lần chạm trán đầu tiên, hai cầu thủ trẻ tuổi sẽ lại hẹn nhau ở bán kết World Cup. Đây khả năng cao là kỳ World Cup cuối cùng của Messi lẫn Modric. Họ trải qua một sự nghiệp đồ sộ và nhiều vinh quang. Modric chơi 160 trận cho Croatia, một lần giành quả bóng vàng và 5 lần vô địch Champions League. Messi cũng chơi 170 lần cho Argentina và 7 lần giành quả bóng vàng. Ở tuổi 37, Modric thổ lộ ý định giải nghệ trong áo Real Madrid vào mùa trước. World Cup 2026 chắc chắn quá sức với tiền vệ Croatia. Với Messi, kỳ World Cup tại Bắc Mỹ 4 năm tới cũng chưa nằm trong dự định của siêu sao người Argentina. Anh còn chưa biết tương lai mình sẽ ra sao khi kết thúc hợp đồng với Paris Saint-Germain vào cuối mùa này. Về lại Barca, tiếp tục thi đấu tại Pháp hay sang MLS với lời hẹn cùng David Beckham. Không ai biết Messi nghĩ gì, chỉ có một điều chắc chắn, Leo biết tuổi tác của bản thân và sẽ không tranh đấu để được ra sân tại World Cup 2026. Những người theo dõi Messi trong thời gian tin rằng nếu Argentina vô địch World Cup 2022, Leo chắc chắn dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Messi đang có cơ hội lớn để khép lại sự nghiệp trong màu áo Argentina theo cách đẹp nhất. Trong số 4 đội dự vòng bán kết World Cup 2022, thống kê từ máy tính Opta chỉ ra Argentina có tới 37,8% cơ hội vô địch, chỉ kém Pháp 40,19%. Croatia có 13,16% cơ hội vô địch dù đã vào đến bán kết. Morocco thậm chí chỉ có 8,85% cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng. Những dự đoán đầy lý tính kể trên không khiến ai ngạc nhiên. Argentina và Pháp là hai đội mạnh nhất giải đấu đến thời điểm này. Nhưng bóng đá luôn là câu chuyện của những biến số và khoảnh khắc bất ngờ. Modric chắc chắn không quan tâm đến xác suất của máy tính. Croatia thậm chí đánh bại Brazil, đội được các cỗ máy đánh giá có xác suất vô địch cao nhất trước tứ kết. Đội bóng vùng Balkans là thử thách khó nhằn nhất của Argentina từ đầu giải. Messi có thể là cơn ác mộng với nhiều đối thủ trên thế giới bóng đá, nhưng danh sách đó không có tên Modric. Chỉ tính trong khuôn khổ các trận El Clasico, họ đụng độ 22 lần với Messi tháng 8, còn Modric tháng 9. Lúc Messi sang Pháp thi đấu, Modric cũng gieo sầu cho đối thủ người Argentina khi cùng Real Madrid thắng Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội Champions League mùa trước. Có một Messi rất khác. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Modric và Messi đối đầu nhau 3 lần, 12 chiến thắng thuộc về cầu thủ Croatia. World Cup 2018 chắc chắn là giải đấu đáng quên của Messi trong áo Argentina, với trận thua Croatia 0-3 là một trong những điểm nhấn. Trên đất Nga, Croatia với lối chơi tập thể đánh bại Argentina rời rạc và chỉ biết trông chờ vào siêu sao. 4 năm sau, mọi thứ khác với La Abisolete, họ có một huấn luyện viên mới Lionel Scaloni, nhiều cầu thủ mới và quan trọng nhất là một đội bóng chơi tập thể và được xây dựng để phát huy tốt nhất tài năng của Messi. Siêu sao của Paris Saint-Germain là một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu, ở cả khía cạnh ghi bàn lẫn kiến tạo. Đường kiến tạo không cần nhìn đồng đội của anh ở trận tứ kết với Hà Lan, hay hai siêu phẩm vào lưới Mexico và Australia chứng minh cho điều đó. Đây cũng là kỳ World Cup chứng kiến một Messi giận dữ hiếm thấy trên sân cỏ.
anh ra mặt gây hấn với các trọng tài, đáp trả huấn luyện viên đối thủ và thậm chí buông lời khiêu khích người khác ngay trên sóng truyền hình. Messi đã trở thành Maradona phiên bản mới theo cách người Argentina hằng mong muốn. Họ tin rằng chỉ khi Leo bộc lộ khía cạnh xấu xí và trở thành kẻ phản diện trong mắt các đối thủ là Albiceleste mới có thể vô địch World Cup. Croatia vẫn vậy, họ vẫn chơi bình thản và ung dung như cách Modric kiểm soát bóng. Trước trận đấu, anh khen ngợi Messi. Messi là cầu thủ hay nhất của họ và chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để ngăn cản anh ấy. Tiền vệ của Real Madrid không học theo những người Hà Lan khi cố khiêu khích và hạ thấp đối thủ trước trận. Đó có thể là một chiến thuật khôn ngoan hơn, Leandro Paredes nói sau trận tứ kết. Khi Messi tức giận, anh ấy rất nguy hiểm. Modric hiểu điều này hơn ai hết. Tiền vệ 37 tuổi thừa biết đối thủ sắp tới của anh không thân thiện như vẻ bề ngoài. Trong lễ trao giải của bóng vàng 2018, Modric thậm chí ám chỉ Messi thiếu tôn trọng mình khi Leo từ chối đến dự lễ trao giải. Modric nói, thật không công bằng cho các đồng nghiệp, có vẻ như những giải thưởng như vậy chỉ có giá trị với các cầu thủ này, Messi và Ronaldo, nếu họ tự giành lấy nó. Người ta hay nói rằng sự ích kỷ và ám ảnh thành công là chất liệu giúp Messi và Ronaldo duy trì được vị thế đỉnh cao trong thời gian dài. Modric là một trường hợp khác, khi những bàn thắng và các con số thống kê không bao giờ nói lên hết giá trị của anh. Tiền vệ người Croatia thi đấu vì tập thể và có lẽ vì thế 4 năm trước, anh không hài lòng khi chứng kiến sự ích kỷ của Messi trong lễ trao giải quả bóng vàng. 4 năm trước, Leo có lẽ đã ganh tị khi thấy Modric trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Bảng ghi World Cup 2022 là sân khấu quá bé nhỏ với tầm vóc của Messi và Modric, nhưng vinh quang không dành cho tất cả. Trước thêm trận bán kết với Croatia, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ, họ đã gây rắc rối cho nhiều đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ không đề cập đến những cầu thủ chủ chốt hay điểm mạnh và điểm yếu của họ, nhưng chúng tôi đã phân tích xem chúng tôi có thể làm tổn thương họ ở điểm nào, đôi khi thành công, đôi khi không. Chúng tôi cố gắng cống hiến hết mình trên sân, đôi khi may mắn có thể đứng về phía bạn. Nếu chúng tôi có màn trình diễn tốt, chúng tôi sẽ có con đường dễ dàng hơn để đạt mục tiêu của mình. Nhưng đây là bóng đá, đây là thể thao, vì vậy đôi khi đội tốt nhất có thể không giành chiến thắng. Khi được hỏi về tiền vệ kỳ cựu của Croatia Luka Modric, người vẫn đang mạnh mẽ ở tuổi 37, huấn luyện viên Scaloni cho biết rất vui khi được xem ngôi sao của Real Madrid thi đấu. Scaloni nói, anh ấy là hình mẫu cho rất nhiều người trong chúng tôi, không chỉ vì tài năng mà còn vì cách cư xử của anh ấy. Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ta nên yêu quý anh ấy. Nếu bạn yêu bóng đá thì bạn nên yêu thích những cầu thủ như anh ấy. Nếu xét về danh hiệu trong sự nghiệp, Messi vượt trội hơn hẳn Modric. Messi giành 7 quả bóng vàng, còn Modric chỉ có duy nhất một lần hưởng vinh dự này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đẳng cấp của Apunga cao hơn Modric. Cũng như Argentina sẽ đánh bại Croatia ở trận bán kết World Cup 2022 vào ngày 14 tháng 12 này. Với Messi và Modric, gần như chắc chắn đây có thể là lần cuối cùng một trong hai cầu thủ góp mặt tại World Cup cho đội tuyển quốc gia. Liệu ai sẽ là người phải rơi nước mắt ở rào cản khó khăn này trước thềm chung kết lịch sử trong sự nghiệp? Quý vị dự đoán tỷ số của trận đấu giữa Argentina và Croatia là như thế nào? Hãy nhanh tay để lại phía dưới bình luận cho chúng tôi được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại!